Hello anh em nha, hôm nay mùng 7 nha. Lên tiếp cho anh em bộ bình xăng con co của cúp 100. Đã xe nội địa Nhật về nha, nguyên zin cực đẹp nha. Đây, cháy ga là siêu đẹp nha. Đó. Cháy ga zin S tăng đa. Rồi bán giá lọc lá ngày đầu năm luôn nha anh em. 1.222.000. Bình xăng co nha. Vô anh em rim thái là bao phơi nha. Đó. Anh em nào xài nhìn cái mã bình xăng là biết rồi. Bên trong là bao đẹp. Đó. Bán giá lọc đầu năm nha. 1.222.000. Anh em về lên xe chạy ngay ha. Anh em à, nhìn ốc gió nè. Ốc gió là chưa đụng chạm luôn á. Rồi. Một cái và một bộ duy nhất. Đây bên trong nè anh em. Đó, bếp chính bếp phụ là chưa đụng chạm luôn nè. Siêu phẩm luôn nha anh em. Càng alo em nha, 0933 996 332.